Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử và quý thính giả. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, có người nói rằng niệm Phật là con đường nhanh nhất để thoát khỏi dòng luân hồi đau khổ của cõi ta bà. Nhưng vấn đề không chỉ đặt ra ở việc thoát khỏi sự khổ đau, mà còn là việc tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa và giá trị tại thế giới này. Theo Kinh điển Đại Thừa, Đức Phật A-di-đà trong thời cổ đại đã tiếp cận với giáo lý thiêng liêng của Phật giáo. Ngài đã lập ra 48 lời nguyện tuyệt vời để phổ độ chúng sinh là lời nguyện, và lời nguyện thứ 18 là nền tảng của tịnh độ. Nếu trước lúc lâm chung, tất cả chúng sinh khát khao thành thực và đức tin để được tái sinh trong đất của tôi, niệm tên tôi 10 lần mà không được sinh ra ở đó thì tôi không thể đạt được giác ngộ hoàn hảo. Tại sao chúng ta cần phải niệm Phật? Bởi vì niệm Phật không chỉ là một cách để chuẩn bị cho khi lâm chung, mà còn là một cách để sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày. Đôi khi chúng ta rơi vào dòng xoay của cuộc sống, mất đi phương hướng và ý nghĩa của bản thân. Niệm Phật không chỉ là một phương tiện để cầu xin sự giúp đỡ trong những lúc khó khăn, mà còn là một cách để thức tỉnh tâm hồn, để tìm thấy ý nghĩa và hướng đi trong cuộc sống. Tại sao không đợi đến lâm chung mới niệm Phật? Bởi vì hàng ngày niệm Phật chính là để ươm mầm hạt giống Phật vào trong tâm của bạn. Mỗi lời niệm, mỗi lời cầu nguyện là một cơ hội để trở nên tốt hơn, để trở thành người sống có ý nghĩa và giá trị hơn. Hãy để niệm Phật trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của bạn. Để từng hạt giống từ bi và lòng nhân từ được trồng trọt và phát triển, mang lại sự bình an và hạnh phúc cho chính bản thân và cho những người xung quanh mình. Những người gặp các cảnh khổ như sinh ly tử biệt, nhà tan cửa nát, tai nạn bất thường, sinh ra các phiền não. Nếu biết chí tâm niệm Phật, thì các phiền não đau khổ sẽ dần tiêu tan. Vì sao lại có kết quả tốt đẹp như thế? Vì tâm ta cũng như dòng nước luôn luôn tuôn chảy. Nếu chúng ta pha vào chất cáu bẩn thì nước trở thành đục bẩn. Nếu chúng ta pha vào đó những chất thơm tho thì nước sẽ từ đó cũng trở nên thơm mát. Nếu tâm ta chỉ nhớ đến những tai nạn khổ đau thì luôn luôn sẽ bị phiền não khuấy đục. Khi ta niệm Phật thì trong tâm ta sẽ nhớ tới Phật, quên đi mọi đau khổ, đem sự nhớ Phật này để cảm hóa đau khổ. Một giờ niệm Phật thì sẽ đổi được một giờ sầu khổ, một ngày niệm Phật thì sẽ đổi được một ngày đau khổ. Cứ như thế, nếu niệm Phật được nhiều bao nhiêu thì sự buồn phiền đau khổ sẽ giảm đi bấy nhiêu. Cho nên cổ nhân có câu: một câu niệm Phật giải oan khiên. Một câu niệm Phật giải oan khiên. Nếu bạn niệm Phật một cách kiên nhẫn và chân thành thì dần dần những hạt giống của lòng từ bi và lòng nhân từ sẽ lớn dần trong mảnh đất tâm của bạn. Những hạt giống ấy sẽ phát triển và đưa bạn đến kết quả giải thoát và giác ngộ. Tuy nhiên, nếu bạn không thường xuyên niệm Phật trong cuộc sống bình thường, bạn sẽ không biết cách nào để gieo hạt giống Phật vào trong mảnh đất tâm của mình. Khi lâm chung đến với tâm trí rối loạn, bạn sẽ càng khó lòng nghĩ đến Phật và thực hành niệm Phật. Tại sao như vậy? Đó là bởi vì niệm Phật không chỉ là một hành động đơn thuần, mà là một quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc tâm hồn. Nếu bạn không đầu tư vào việc niệm Phật hàng ngày,
thì khi bạn gặp phải khó khăn và thách thức, bạn sẽ không có nền tảng vững chắc để nương tựa và tìm kiếm sự an lạc. Chúng ta hàng ngày chỉ nhớ đến những điều tội lỗi như tham sân si, miệng thốt ra những lời cay độc, thân làm những điều xấu xa. Đó là những ác nghiệp của chúng sanh. Nay, nếu chúng ta niệm Phật, thì chúng ta cũng không còn thời gian để nhớ tới những tội lỗi và thực hành những ác nghiệp đó nữa. Như thế, niệm Phật sẽ trừ được nghiệp chúng sanh. Niệm Phật càng nhiều thì nghiệp chúng sanh càng ít đi. Niệm Phật hoàn toàn thì nghiệp chúng sanh dứt hẳn. Chính vì vậy, hãy dành thời gian và tâm quyết để niệm Phật, để từng hạt giống từ bi và lòng nhân từ được trồng trọt và phát triển trong mảnh đất tâm của bạn. Điều này không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống, mà còn đưa bạn đến hạnh phúc và sự giải thoát tối thượng. Mỗi người thực hành niệm danh hiệu A-di-đà đều biết rằng, để đạt được sự chú tâm tuyệt đối vào câu niệm, họ phải dùng hết sức lực của mình, không cho tâm trí đi lang thang trong những suy nghĩ vô bổ, không để cho những phiền muộn đời thường lấn át tâm hồn. Chỉ có bằng sự tập trung không ngừng, họ mới có thể thấy rõ con đường tới bên kia của hạnh phúc vô biên. Thực hành niệm danh hiệu A-di-đà không chỉ là việc làm một lần rồi quên đi. Đó là một hành trình liên tục, là một quá trình tu tâm đều đặn, mỗi ngày, mỗi phút. Bằng cách này, họ hướng tâm về với Phật, tìm kiếm sự gần gũi và bảo vệ của Ngài. Và từ đó, những suy nghĩ và hành động tích cực tự nhiên trở thành một phần không thể tách rời. Của cuộc sống hàng ngày. Thực hành niệm danh hiệu A-di-đà là một cách để loại bỏ mọi phiền não, để tâm hồn được trong trắng thanh tịnh. Chỉ có khi tâm hồn trong sạch, họ mới có thể đạt được trạng thái nhất tâm bấn loạn. Nơi mà sự bình yên và an lạc không thể bị xáo trộn bởi bất kỳ điều gì. Với hành giả thực hành niệm danh hiệu A-di-đà, niềm tin không chỉ là sức mạnh mà còn là ánh sáng dẫn dắt họ qua mọi khó khăn của cuộc đời. Họ quán tưởng rằng Phật A-di-đà luôn ở bên cạnh họ, sẵn sàng dẫn họ về cõi cực lạc, nơi mà sự hạnh phúc và bình yên mãi mãi tồn tại sau khi họ kết thúc cuộc hành trình trên thế gian này. Niệm danh hiệu Phật A-di-đà lại Phật tu pháp môn tịnh độ không chỉ là một nghi thức tôn kính, mà còn là một hành trình tinh thần, một lối đi dẫn đến bình an trong tâm hồn. Khi lòng tin và sự tận tụy được đặt vào niệm Phật, mọi khó khăn, mọi lo âu trong cuộc sống dường như trở nên nhẹ nhàng và ít đáng sợ hơn. Trong những lúc khó khăn và khi đối mặt với bất trắc, niệm Phật không chỉ là nguồn động viên mà còn là nguồn sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Tâm hồn được an bình, không bị u mê tán loạn, mà thay vào đó là sự tự tại và sự yên bình tràn ngập trong tâm trí. Với niềm tin sâu sắc vào Phật và Pháp, người tu tuân thủ con đường tu tịnh độ, từng bước tiến gần hơn đến sự tự do và hạnh phúc tột bậc. Họ không chỉ hy vọng được vãng sanh vào thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà còn tìm thấy niềm vui và sự an lạc ngay trong hiện tại. Ở khắp mọi nơi. Niệm Phật không chỉ là một phương tiện để trốn tránh cuộc sống, mà còn là một con đường dẫn đến sự tự do và giác ngộ đích thực. Vì sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Bởi vì Đức Phật A Di Đà có nhân duyên rất lớn với tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới. Đức Phật A Di Đà khi chưa thành Phật là một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Tỳ kheo Pháp Tạng phát ra 48 lời nguyện. Mỗi nguyện thệ cứu độ hết. Mỗi nguyện thệ cứu độ hết tất cả chúng sanh, giúp cho hết thảy chúng sanh đều thành Phật. Trong 48 lời nguyện đó, có một nguyện như thế này: khi tôi thành Phật, mười phương tất cả chúng sanh nếu trì niệm danh hiệu tôi, nhất định tất cả sẽ thành Phật. Nếu như họ chẳng thành Phật, tôi thề cũng không thành Phật. Nhất cú Di Đà dạng Pháp Vương, ngũ thời bát giáo tận hàm tạng, hành nhân đảng năng chuyên trì niệm, định nhập Như Lai bất động đường. Kinh A Di Đà là quyển kinh. Kinh A Di Đà là quyển kinh không ai hỏi mà tự Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Vì sao không ai hỏi mà Phật tự nói? Vì khó có người tin hiểu pháp môn này, cho nên không có người hỏi. Đại trí Xá Lợi Phất là bậc thượng căn, nhưng cũng không biết hỏi như thế nào. Phật nói, pháp môn này vô cùng thù thắng, là phương tiện bậc nhất, tu tập rất dễ thành tựu. Dụng công tu rất tiện, ít tốn công tốn sức. Ngài nói, chỉ cần mỗi người chuyên tâm niệm Phật, niệm được một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn. Người đó, khi lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng với thánh chúng hiện ra để tiếp dẫn họ. Cho nên, Phật nói, pháp môn này ít người tin nhận, vì đó là pháp môn trực tiếp rất thù thắng, đặc biệt thu nhiếp ba hạng người thượng trung và hạ căn. Nếu là người thông minh hay ngu si, một lòng niệm Phật thì đều thành Phật cả. Khi vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có các sự khổ, đủ các sự an lạc. Chúng sanh nơi thế giới đó đều sinh ra từ hoa sen, không giống như loài người chúng ta phải sinh ra từ bào thai. Ở thế giới Cực Lạc, bào thai là hoa sen. Khi người ở trong hoa sen nở ra, tương lai nhất định thành Phật rồi. Bớt đi một câu nói, niệm nhiều câu Phật hiệu, si mê bị đoạn dứt, liền liễu sanh thoát tử, sống với pháp thân bạn. Trong tâm hồn mỗi chúng sinh, hình ảnh của Ngài như một hòn lửa không ngừng lớn mạnh, kêu gọi mọi người đều cùng hướng về giới Phật. Kêu gọi mọi người đều cùng hướng về giới Phật để được bao bọc trong vòng tay, để được bao bọc trong vòng tay từ bi và từ ái vô ngần của Đức Phật. Trong giới Phật tử, đại nguyện của Phật A Di Đà không chỉ là một khát vọng cá nhân mà là một lời thề bất diệt, một lời hứa với mọi chúng sanh. Với pháp môn niệm Phật, mỗi người chúng ta đều có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm từ sự từ bi và nhân ái của Phật. Đây không chỉ là pháp môn dành riêng cho một số ít những người tu tập sâu xa, mà là một con đường mở rộng hợp với mọi trình độ, mọi tâm hồn. Pháp môn niệm Phật không chỉ là một con đường, mà còn là một nguồn năng lượng vô tận, một nguồn sức mạnh tinh thần để chúng ta vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống này. Đây là một pháp môn dễ dàng tiếp cận và tu tập, không cần phải có kiến thức sâu rộng hay là năng lực tinh túy, chỉ cần một trái tim mở rộng và sẵn lòng nhận lãnh. Với pháp môn niệm Phật, tất cả chúng sanh đều có cơ hội tiến gần hơn đến sự giải thoát và hạnh phúc. Đây không chỉ là lời hứa của Phật A Di Đà, mà còn là một lời mời gọi của trí tuệ vô biên, một lời mời để chúng sinh cùng nhau về phía ánh sáng và yên bình vô ngần của Đại Thế Chí Bồ Tát. Trên con đường tu hành,
người tu hành thường đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là trong thời Đại Mạt Pháp, thời kỳ mà sự biến đổi và khổ đau đang lan rộng khắp nơi. Trong bức tranh u tối này, ít có người tu hành đạt đến đắc đạo, và nhiều người tìm đến con đường tránh khỏi sự luân hồi của sinh tử chỉ thông qua pháp môn niệm Phật. Niệm Phật với khả năng đưa tâm hồn. Niệm Phật với khả năng đưa tâm hồn vào trạng thái thanh tịnh và an bình, trở thành cứu cánh duy nhất trong cuộc sống hỗn loạn của thời đại này. Điều đặc biệt là trong thời đại Mạt Pháp, khi các pháp môn khác trở nên khó khăn để tu tập và thực hành, niệm Phật vẫn là một lối đi sáng suốt và dễ dàng tiếp cận, phù hợp với tất cả mọi người, bất kể trình độ hay là từng lớp xã hội. Tuy nhiên, mặc dù thời đại Mạt Pháp đang diễn ra ở một số nơi, nhưng ở các quốc gia phương Tây có sự thịnh vượng của Phật Pháp, mới mở ra một thời kỳ chánh pháp mới. Có sự thịnh vượng của Phật Pháp mới, mở ra một thời kỳ chánh pháp mới. Với niềm tin sâu sắc vào lời dạy của Đức Phật và sự hướng dẫn của các bậc thầy, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống và tiến gần hơn đến sự giải thoát và hạnh phúc tột bậc. Dù là thời kỳ Mạt Pháp hay là Chánh Pháp, niềm tin và thực hành cùng nhau sẽ là nguồn động viên và sức mạnh cho cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa và giác ngộ. 10 cách tạo ra nhiều phước nhất. Cực dễ, ai ai cũng làm được. Để cuộc sống bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, chúng ta cần có nhiều phước đức. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách tạo ra nhiều phước nhất có thể. Cuối cùng là hầu hết chúng ta toàn tập trung vào những việc tốn công sức nhưng không mang lại lợi lạc gì nhiều. Sau đây là một số gợi ý để tất cả mọi người, bao gồm người thường hay bậc tu hành, có thể học hỏi và thực hành theo. Thứ nhất, bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là việc ai cũng nên ý thức phải làm nếu muốn có nhiều phước đức trong đời. Mọi người chỉ nghĩ tới việc bố thí dừng lại ở tiền bạc, nhưng thực tế là còn rộng hơn như thế. Đó còn là chia sẻ kiến thức, giúp một bữa ăn khi đang đói. Không dừng lại ở đó, bạn có thể khuyến khích những người xung quanh thực hành bố thí lại càng tốt. Không cần đợi bạn giàu có mới có thể thực hiện. Hãy bố thí trong khả năng của mình. Thời Đức Phật, có bà già cúng ngọn đèn dầu không tắt, sau này còn giác ngộ thành Phật. Đức Phật khuyên chúng ta giúp người bằng tâm. Nếu không thì việc ta bố thí cúng dường cũng không mang lại chút lợi lạc nào. Vậy nên, khi mình bố thí thì đừng tự mãn là mình đã làm người tốt, hay từ câu chuyện của vua Lương Võ Đế xây cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai bố thí cúng dường, đúc chuông tạo tượng. Thế nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho rằng những việc làm ấy thực không có công đức gì cả. Ngài cho biết khi vua tự vinh danh mình đã làm được bao nhiêu chuông chùa thì công đức tiêu tan. Ngược lại, nếu vua im lặng làm công đức mới viên mãn. Bởi bản thân vua phước đức rất dày nên kiếp này mới ở ngôi thiên tử. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh có ghi lại rằng người nào tu dưỡng trí huệ mà chẳng tu bố thí thì ắt đời sau được thông minh nhưng nghèo túng. Chỉ vui tu bố thí mà chẳng tu trí huệ, đời sau được giàu to nhưng ngu ám chẳng biết gì. Còn nếu không tu cả hai thì nhiều kiếp bị nghèo và ngu dốt. Thứ hai, cúng dường cho bậc chân tu. Việc bố thí cúng dường vốn đã rất tốt rồi, nhưng bố thí đúng người thì ruộng phước càng rực rỡ hơn. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có đoạn: bố thí thức ăn cho đạo sĩ diệt dục
sẽ được phước báo gấp nghìn vạn lần. Bố thí thức ăn cho Tu Đà Hoàng sẽ được vô lượng phước báo. Huống chi bố thí thức ăn cho bậc Tư Đà Hàm đã chứng quả Tư Đà Hàm. A Na Hàm đã chứng quả A Na Hàm. A La Hán đã chứng quả A La Hán. Bích Chi Phật đã chứng quả Bích Chi Phật sẽ được phước báo vô lượng vô biên, không thể tính toán nổi. Thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người trở thành thần tiên nhờ cúng một cây mía cho một sa môn hay cúng một nắm củ cải. Thế nên không chê việc thiện nhỏ, nhất là khi có cơ duyên cúng dường bố thí cho những bậc tu hành chân chính thì nên gắng sức thực hiện. Tuy nhiên, gần đây có không ít nhà sư mạo danh nhằm trục lợi những người cả tin. Do đó chúng ta cũng phải đủ tinh tấn để tránh bị lừa gạt, làm hao tổn công sức vô ích. Thứ ba, trì giới. Trì giới có nghĩa là tránh làm việc xấu ác, dù là tu tại gia, tu hành tại chùa, hay kể cả những người chưa phải là Phật tử cũng có thể thực hành. Nói chung là giữ gìn giới hành trong sạch, tức là tâm niệm không được sinh ra bất kỳ một thứ gì xấu ác cả. Nếu được như vậy thì lâu ngày sẽ có định lực tâm thanh tịnh. Những người trì giới thì dù có đi đâu, ở đâu đều cảm thấy tự tin, cũng không lo người khác nói xấu, vì không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đó là người lương thiện, có tấm lòng rộng lớn, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Thế nên trì giới cũng là cách tạo ra phước báo mà ngay trong kiếp này chúng ta đã có thể được hưởng và dành để cả kiếp sau. Thứ tư, khiêm tốn. Nói một người tài giỏi, thông minh, giàu có trở nên khiêm tốn quả là việc khó. Họ tự mãn với thành tích của bản thân, càng bị người đời ghét bỏ tránh xa. Thế nên những người này khi gặp khó khăn sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ. Làm người nên tránh khoe khoang tài năng, thành tích của mình mọi lúc mọi nơi. Không nên ở trước mặt người đang yếu thế mà khoe khoang những gì mình có để tỏ ra hả hê. Sự khiêm tốn thể hiện trí tuệ thực sự của một người. Có như vậy mới hòa thuận trong gia đình và có một sự nghiệp thịnh vượng. Mỗi cá nhân nên hiểu rằng một người may mắn, có trí tuệ và sự giàu không phải để họ thụ hưởng một mình rồi tiêu xài xa hoa, mà là để giúp đỡ những người nghèo khổ. Người xưa cho rằng chỉ có khiêm tốn mới có thể tích phước. Nếu bạn luôn sống với tâm niệm khiêm tốn và biết ơn thì vận mệnh của bạn cũng sẽ theo đó mà được cải thiện. Thứ năm, nhẫn nhịn. Càng kiêu căng ngạo mạn thì càng bị nhiều người ghét, càng chiêu mời thu hút kẻ xấu xui xẻo về mình. Ngược lại, càng khiêm tốn lại càng có lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống càng có nhiều phước lộc. Hay như câu chuyện thời kỳ Phật còn tại thế, tôn giả Mục vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một người có thể trở thành thiên thần khi thực hành nhẫn nhịn. Thiên thần cho biết bản thân không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo, hà khắc. Mặc dù ông chủ đánh đập, mỗi khi sân hận nổi lên, người này tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào. Đừng giận dữ, như thế có thể làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế mà được phước quả này. Hạnh nhẫn nhịn giúp chúng ta tránh được những tranh chấp cãi vã. Những sự đấu tranh không cần thiết cũng chính là nguồn cơn dẫn tới khổ đau và phiền não, lại tạo ra nhiều phước báo thì hà cớ gì mà không thực hiện. Thứ sáu, hồi hướng công đức. Nhiều người chăm chỉ làm việc tốt nhưng họ quên một bước quan trọng là hồi hướng công đức. Không phải ai cũng biết vì sao phải hồi hướng công đức.
Việc này có nghĩa là dư phước của mình cho những người thân, người xung quanh mình. Điều quan trọng là phước đức không bị mất đi mà còn gia tăng gấp bội. Việc này được Đức Phật ví như việc một ngọn nến đang cháy, dùng để thắp các ngọn nến còn lại, giúp toàn bộ ngọn nến cùng sáng, tạo nên một không gian lung linh. Trong khi đó ngọn nến cũ không hề bị thiệt thòi gì cả. Điều này có nghĩa là nếu bạn càng có thể chia sẻ phước lành với người khác thì phước lành đó sẽ tồn tại lâu hơn và vô tận. Ngay cả nhân vật tu hành, khi đọc bất kỳ cuốn kinh, bài chú hay sám pháp nào cũng đều có câu nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Thứ bảy, chăm sóc, hỗ trợ người bệnh. Những người ốm bệnh, thân thể đau đớn, tinh thần lao dốc, nếu có người an ủi, dỗ về, giúp họ vực lại tinh thần là điều cực kỳ quan trọng. Trong kinh Vô Lượng Thọ từng ghi lại rằng nếu là Phật tử nên cúng dường những người bệnh tật như cúng dường chư Phật, không khác gì trong tám món phước điền, phước thâm bệnh là đứng đầu. Kinh Phạm Võng cũng ghi lại rằng nếu các vị quốc vương hay bà la môn thấy người già bệnh tật, phụ nữ sinh sản mà trong một niệm đủ lòng đại từ bố thí thuốc thang, ăn uống cháo mệnh khiến cho họ được an ủi, tu phước như thế không thể nghĩ bằng, thành tựu vô lượng công đức. Thế nên đây cũng là cách tạo ra nhiều phước nhất mà không phải ai cũng biết và làm theo. Thứ tám, nghe và giảng pháp. Nếu có điều kiện nghe và giảng pháp thì quả là điều tuyệt vời. Thậm chí có những người không hiểu hết các bài kinh kệ, nhưng sau một thời gian nghe pháp cũng tự ngộ ra những chân lý sống cần có. Nhờ thế mà họ tránh xa điều dữ ác, gần điều thiện lành, có được cuộc sống hạnh phúc bình an. Nếu biết lan tỏa điều này để cho nhiều người nghe và hiểu, giúp họ ngộ ra những điều tốt đẹp, lẽ sống chân chính, sẽ càng tạo ra phước đức vô lượng. Thứ chín, thiền định. Càng ngày có nhiều người tìm đến thiền định, cho dù họ không theo một tôn giáo cụ thể nào. Lợi ích của thiền định rất lớn lao. Nó có thể giúp ta bình ổn tâm trí giữa những thăng trầm, sóng gió, xáo trộn, lo âu, phiền muộn của cuộc sống. Không những thế, thiền định còn giúp ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh, giúp ta quán chiếu bản thân, không bị cái xấu lôi kéo, không để dục vọng dẫn dụ. Việc tưởng rất đơn giản nhưng lại có phước báo vô lượng vô biên. Thứ 10, sống hiếu thuận. Làm tròn chữ hiếu là một trong những cách tạo ra nhiều phước nhất. Và điều này đứng cuối cùng không phải vì ít quan trọng, mà đơn giản là điều mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được. Sống tròn chữ hiếu với cha mẹ, ắt phước đức sẽ tự nhiên được bồi đắp. Thế nên hiếu thảo với cha mẹ luôn là điều quan trọng nhất trong đời người mà ai cũng phải lưu tâm. Nhưng quan trọng là hiểu cho đúng, nếu không sẽ trở thành cực đoan thái quá. Phước báo trong đời cũng vô thường, lúc có, lúc hết. Thế nên chúng ta cần phải vun đắp thường xuyên mỗi ngày. Vì thế trong cuộc sống luôn cố gắng tích cực, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh mới là điều cần và nên làm để tạo tích lũy phước báo từ nay về sau. Tạo ra phước báo trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. Dưới đây là một số cách giúp chúng ta có thể tạo ra phước báo trong cuộc sống hàng ngày. Tạo phước báo bằng lòng biết ơn. Hãy luôn trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống và biết ơn những điều tốt đẹp mà chúng ta có. Bằng cách tập trung vào những niềm vui nho nhỏ, những thành tựu và những mối quan hệ đáng quý, chúng ta tạo ra một tư duy tích cực và mở rộng lòng biết ơn. Tạo phúc báo bằng lòng nhân ái, sẽ chia và giúp đỡ người khác
là cách tuyệt vời để tạo ra phúc báo. Hãy tìm cách làm điều tốt đẹp cho cộng đồng xung quanh, từ việc tham gia các hoạt động từ thiện đến việc hỗ trợ người khó khăn. Bằng cách đóng góp và làm điều tốt cho người khác, chúng ta mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cho người khác. Tạo phúc báo bằng lòng khoan dung và tha thứ. Lòng khoan dung và tha thứ giúp chúng ta giải phóng mình khỏi sự oan trái gắn bó với quá khứ. Bằng cách thực hành lòng khoan dung và tha thứ, chúng ta xóa bỏ sự oán hận và tiêu cực trong tâm hồn và tạo điều kiện cho sự thanh thản và hạnh phúc. Tạo phúc báo bằng việc sống đúng giới luật. Sự chân thật, trung thực và tuân thủ giới luật là những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra phúc báo. Bằng cách sống đúng giới luật, chúng ta tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống và tránh những hậu quả tiêu cực của hành động sai trái. Tạo phúc báo bằng việc tu tập và rèn luyện tâm hồn. Qua việc tu tập và rèn luyện tâm hồn, chúng ta nâng cao sự tỉnh thức và nhận thức của mình bằng cách thực hành thiền định, học tập và áp dụng những nguyên lý Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tạo ra sự thanh thản và hạnh phúc sâu sắc. Tạo ra phúc báo trong cuộc sống không chỉ là sự nhận thức mà còn đòi hỏi hành động và ý thức. Bằng cách thực hiện những cách trên và mang lại lợi ích cho bản thân và những người xung quanh, chúng ta tạo ra phúc báo trong cuộc sống và đều hướng đến một tâm linh và đạo đức cao hơn. Nói ba lời này, nghiệp cuộc không chừa một ai. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này, ai cũng hướng tới một cuộc đời giá trị hạnh phúc và một cái đầu thảnh thơi. Thế nhưng, Đức Phật đã dạy, muốn có được những điều trên thì tuyệt đối có ba điều không thể nói. Và ba điều đó là gì? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Ba điều không thể nói. Đôi khi im lặng là vàng, vì có những điều nói ra chỉ khiến tình cảm sứt mẻ. Nhịn một chút cho qua thì thiên hạ ắt thái bình. Điều gây nghiệp đầu tiên đó là nói xấu. Nói xấu thường xuất phát từ tâm lý ghen tị với thứ người ta có mà mình không có. Nói xấu ai đó chỉ cho thấy lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, chứ không thể làm bản thân mình khá lên. Thậm chí chỉ sướng cái mồm nhưng lại hại cái thân không chừng. Trong cuộc sống này, ai cũng có những vấn đề riêng. Nếu bạn chưa thực sự hiểu thì tốt nhất chớ nên đánh giá. Tương tự, khi ai nói xấu mình thì cũng đừng bận tâm. Nói lời xấu xa sau lưng với người khác thì càng nói bạn càng khiến mọi người xa lánh mình. Nói lời ác nghiệt không chỉ khiến người khác tổn thương mà còn làm tiêu tan hết phước lộc của bản thân. Đây là một trong những lời Phật dạy về ba điều không nên nói. Ở đời, tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Ai cũng có câu chuyện riêng của mình. Nếu bạn chưa thực sự hiểu thì tốt nhất chớ nên đánh giá. Cũng giống như vậy, đừng quá bận tâm khi ai đó nói xấu mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Nói lời ác nghiệt khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại mình, hại người. Còn nói lời xấu sau lưng người khác thì càng nói bạn càng khiến mọi người xa lánh mình. Nhân chi sơ tính bản thiện. Con người ta sinh ra đã có phần thiện trong mình, nên đối đãi với người bằng tấm lòng thiện lương. Mỗi lời thiện có thể ấm ba đông chính là vậy. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách kiểm soát lời nói của mình khi nói chuyện với người khác. Cho nên đưa chủ đề cuộc nói chuyện biến thành cuộc nói xấu, đấu tố người không có mặt ở đó. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói xấu hay làm chuyện hại người.
chính bạn chứ không phải ai khác sẽ gánh nghiệp của mình. Khi ta đang nói xấu người khác, chính là ta đang tạo tác nhân cho người khác nói xấu mình. Nói xấu người khác cũng chính là bỏ lỡ cơ hội để yêu thương. Đừng để mình có cách nói chuyện khiến khẩu nghiệp chất chồng. Điều không thể nói thứ hai đó là không nói lời oán hận. Điều đầu tiên không nên nói đó là những lời oán hận. Chúng thường xuất phát từ lòng hận thù, không hài lòng với một người hay một sự việc nào đó. Khoa học đã chứng minh rằng, mỗi khi sân hận nổi lên khiến cho cơ thể, nội tạng của bạn cũng bị tổn thương ở mức độ nào đó. Thế nên mỗi khi tức giận, tương đương với việc chúng ta tự uống thuốc độc và dần tự hủy hoại bản thân. Vậy nên, khôn ngoan nhất vẫn là tự mình tìm cách hóa giải lòng hận thù để chúng sớm tiêu tan. Mỗi khi gặp điều trái ý, hãy tập nghĩ rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi. Ta gặp họ cũng chỉ một lúc mà thôi. Tại sao không đối xử với nhau thật dễ thương, lưu lại những điều tốt đẹp về nhau? Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu là có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi chúng ta chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa trời đất mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Người sống trên đời này, phàn nàn một ngày chỉ bằng cố gắng đi một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Hãy nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải chẳng vì phàn nàn của bạn mà tiêu tan. Người đã bỏ bạn ra đi chẳng vì phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Nói nhiều lời sân hận, bạn bè bằng hữu rời xa, mà người khác tức sẽ xem thường ta. Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu, hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hưởng phúc. Điều không nên nói thứ ba là không buông chuyện. Người buông chuyện thường ngồi lê đô mách, cái chuyện người này là kể cho người khác. Thói quen xấu này rất khó bỏ, vì nó như chất gây nghiện khiến người ta không nói ra thì không chịu được. Câu trên miệng quen thuộc lúc này đó là: tôi nói bà bí mật này, nhưng bà đừng có kể với ai. Thế nhưng cuối cùng thì ai cũng biết, và người ta dần có ác cảm xa lánh bạn. Người thiêu dệt câu chuyện ấy tưởng rằng lời nói gió bay, như một lời vô tình không cố ý, cũng có tính sát thương rất cao. Nhất là những lời đó nhằm vào một cá nhân mong manh yếu đuối. Không ít người đã tự tử chỉ vì một câu nhận xét vô tâm của người khác. Thế nên cần lưu ý thận trọng với lời nói mình nói ra. Muốn được người khác yêu thương tôn trọng thì bạn cũng nên tôn trọng đời tư của họ. Nếu biết câu chuyện của người khác, hãy cố gắng giấu kín, dành thời gian để từ chuyện đó mà rút kinh nghiệm cho bản thân. Thay vì lãng phí thời gian để đi buôn chuyện thì nên tập trung học hỏi những kỹ năng mới, tự tôi luyện bản thân mỗi ngày. Thưa quý vị, muốn đời hạnh phúc, hãy tu cái miệng trước khi tu thân. Vì cái miệng mang khẩu nghiệp sẽ kéo tạo những hoàn cảnh khó lường, bất phục. Tâm hướng thiện, nói được làm không được, giọng ngữ rất nguy hại. Mọi người không nên cho rằng nói dối có thể đạt được thành công. Phải biết giọng ngữ chỉ lừa được nhất thời chứ không gạt được cả đời. Sớm muộn gì cũng sẽ thành là giác đá đập chân mình. Lưu ý, sống mà ngôn hành trái nhau, nói đến làm không đến cũng là giọng ngữ. Vì vậy, hễ phát nguyện thì ta phải làm tới nơi, nếu không sẽ nhận quả xấu.
Năm 2004, tôi và sư đệ Quả Trụ gặp một chuyên viên kỹ thuật hàng không. Do con trai ông bỗng phát bệnh thần kinh gây ầm náo, nó khiến chòm xóm xung quanh chẳng an. Ông đã tốn rất nhiều tiền mà không trị hết, vội tìm đến chúng tôi xin giải thích dùm. Con ông bị bệnh như vậy là do nguyên nhân gì? Quả Trụ hỏi, có phải mấy năm trước ông từng giết chết một con bồ câu? Ông lúng túng một hồi rồi ấp úng thưa. Lúc đó tôi công tác tại Thái Nguyên. Có con bồ câu đưa thư bay đến chỗ tôi. Tôi bắt nuôi nó mấy ngày. Sau đó thèm quá nên giết làm thịt cho cả nhà. Con bồ câu ấy hiện đang đeo theo để chờ thời cơ báo thù cả nhà ông. Do hiện thời phúc ông còn nhiều, sức khỏe quá tốt nên nó chưa thể báo oán ông. Còn con trai ông do thân thể suy nên nó có dịp quấy phá. Chỉ còn cách này, ông nên phát nguyện ăn chay, hãy vì con chim mà cầu siêu. Ông có làm được không hả? Ông ta hùng hổ đáp, chẳng hề chi. Đừng nói là không được ăn thịt và phải tụng kinh, cho dù phải thực hiện những điều khó khăn hơn thế nữa, vì con trai tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Được mấy tuần, ông gấp rút gọi điện thoại Quả Trụ. Từ hôm đó trở đi, tôi hoàn toàn làm theo như lời ông vậy. Thấy con tôi mấy ngày qua tình trạng rất tốt, nhưng mới hồi hôm nó lại nổi cơn gây ầm náo. Nguyên nhân là do đâu? Ông có làm y như tôi bày không? Có mà, mấy hôm nay tôi một bề ăn chay, ngày nào cũng tụng bộ kinh Địa Tạng để siêu độ con bồ câu. Không đúng, mấy ngày nay ông ăn sủi cảo nhân thịt mà. Ông vừa nghe xấu hổ nói, vợ tôi làm sủi cảo ăn tối thèm quá nên có ăn một tí xíu, chỉ một cái thôi à. Ăn một cái thì cũng không tính là ăn chay. Hồi đầu ông phát nguyện như thế nào? Ông nói hùng hồn, ngon lành như vậy mà làm không tới nơi. Ông tái ăn mặn đã làm tổn hại chúng sinh, thế thì làm sao có thể tha thứ cho ông được? Ông ta lúc đó xấu hổ, luôn miệng hứa là sẽ không ăn mặn nữa. Mấy tháng sau liên lạc lại, con ông quả nhiên hết bệnh. Con đường tu giống như đi học. Nếu bạn muốn biết chữ để đọc báo thôi, thì chỉ cần tốt nghiệp sơ chung là đủ. Còn muốn học chuyên khoa để tương lai làm việc kỹ thuật thì phải vào trường kỹ thuật chuyên nghiệp. Còn muốn ôm hoài bão cao, muốn trở thành khoa họa gia giáo sư thì bắt buộc phải đậu vào trường đại học mới có thể thành tựu. Đương nhiên, mục tiêu càng cao, ắt thi cử, thử thách phải nhiều. Hy sinh càng lớn, học phí cũng bội. Có người quan niệm chỉ cần không làm người xấu, dù có làm nữ hay nam chi cũng tốt. Nhưng có kẻ lại cho rằng, phải thường bố thí để tương lai sinh ra được giàu sang. Dù quan niệm có như thế nào thì, bạn cũng cần nên nhớ kỹ, ăn thịt là sát sinh. Nếu ăn thịt chúng sinh, chúng sẽ không đảm bảo tương lai bạn sẽ sinh làm người. Còn muốn sinh lên trời hưởng phúc thì bạn phải trì ngũ giới, tu thập thiện. Nếu muốn xuất tam giới thì bắt buộc phải tu hành theo bốn điều thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm dạy. Phải đoạn hẳn sát đạo dâm vọng. Nếu muốn thành Phật Bồ Tát thì phải tu lục độ. Tùy theo chí hướng với tâm nguyện mà người ta phải trải qua nhiều cuộc khảo thí. E rằng so với đường tăng trong Tây Du Ký không phải chỉ có 84 nạn mà có thể nhiều đến 84.000 nạn. Những ai phỉ báng hiền thánh tất phải chân thành sám hối thì mới có thể diệt trừ quả báo địa ngục. Có người thấy sư phụ vừa viên tịch đã lập tức phản bội, chẳng tuân thủ lời dạy, còn bài xích, chống đối, kết bè, dựng phái,
chẳng hề biết hành động khi sư diệt tổ này sẽ khiến mình sau khi chết phải vào địa ngục A Tỳ thọ tội không có ngày ra. Quý vị thân mến, trên đây chúng ta tìm hiểu về ba điều không nói, ba việc không làm và ba việc không kết giao để hướng một cuộc sống của ta chất lượng nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn trong tương lai. Phàm ở đời luôn có công thức xung quanh ta, chỉ cần nắm bắt được nó và thuận theo thì vạn sự sẽ bình an. Lời Phật dạy, chấp nhận khuyết điểm của bản thân cũng là một loại trí tuệ. Xã hội điên cuồng đuổi theo cái đẹp. Xã hội hiện đại, con người đam mê cái đẹp là dễ hiểu khi mà những nhu cầu cơ bản như ăn uống ngủ nghỉ đã đủ đầy. Chúng ta mong muốn ở một mức độ cao hơn, đó là nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác. Đó là lý do hình thành nên một xã hội mà khuynh hướng chung của con người là luôn chú ý đến vỏ bọc bên ngoài. Vì nhìn chung, ta thích mình đẹp và thường ngưỡng mộ cái vẻ bề ngoài tươi đẹp qua lệ của người khác. Những người cảm thấy mặc cảm về cái khuyết điểm của mình, đó cũng là điều tự nhiên. Thế nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, cái đẹp thực sự nằm ở đâu? Nằm trong chính chúng ta. Nó hoàn toàn đúng với câu cửa miệng của cư dân mạng. Quan trọng là thần thái. Thần thái nằm ngay trong con người bạn, chứ không chỉ ở bề ngoài. Nói cho đơn giản và dễ hiểu là hãy tưởng tượng vào một ngày bạn bị ốm. Dù bạn tô son điểm phấn lộng lẫy, thì thần thái bạn toát ra vẫn là sự mệt mỏi, chứ không phải là một vẻ đẹp diễm lệ mà bạn mong muốn. Hay những câu chuyện về phẫu thuật để đổi mặt, để đổi đời, thì cái mà người đó hút về cũng chỉ là những người thích vẻ đẹp giả tạo, chứ không phải con người của bạn. Vẻ đẹp đó không trường tồn, vì thế nó sẽ mai một. Trong khi đó, nếu con người bạn tuyệt vời thì người khác sẽ nhớ mãi không quên. Việc phẫu thuật không phải là không nên, nhưng nó chỉ là trong một mức độ chấp nhận được. Và được đến đâu còn phụ thuộc vào sự hiểu biết nhất định của người đó về vẻ đẹp, về con người, về bản chất cuộc sống. Việc những người làm nghệ thuật có thể nói là cần thiết, nhưng chỉ nên vừa đủ. Và một lần nữa, chúng ta phải nói rằng cũng cần phải có trí tuệ để biết việc gì nên, không nên. Vì thế, việc cuối cùng vẫn phải là hiểu biết và rèn luyện bản thân thì tâm ắt sẽ sinh tướng. Lúc đó muốn sửa gì thì bạn cũng chẳng phải sửa vì ai ngoài nhu cầu chính đáng của bản thân. Nhân vô thập toàn. Nếu tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật và các bậc thánh nhân trước đây thì bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời của họ cũng chẳng hoàn mỹ. Vì thế, đừng mong chính mình không có khuyết điểm gì cả. Câu nói nhân vô thập toàn như một chân lý đóng đinh cho nhân cách và phước phần của mỗi con người vậy. Có người gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng, nhưng tình cảm gia đình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Con cháu lại không hiếu thuận, làm nhiều điều sai trái, phạm pháp. Có người tài sắc vẹn toàn, giỏi giang, nhưng đường tình duyên lại đầy trắc trở. Có đôi vợ chồng, được ông chồng hiền hậu thì bà vợ lại mạnh mẽ làm trụ cột gia đình. Được bà vợ đảm đang hiền thục thì ông chồng rượu chè be bét trăng qua. Có người cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, lương bổng cao nhưng lại mắc những bệnh nan y. Có người có vẻ rất tốt số, nhưng trong cả cuộc đời họ, ngoài việc kiếm tiền ra, đầu óc họ hoàn toàn rỗng tuếch. Trong cuộc sống của mỗi người, chúng ta đều không muốn có sự khiếm khuyết, song nó vẫn bám theo ta như bóng theo hình. Trước kia, nhiều người cũng đã từng hận về những thiếu sót khiếm khuyết trong cuộc đời họ, nhưng cũng có người đã mở rộng lòng mình để đón nhận nó. Hoàn hảo là một khái niệm trừu tượng, không thể đạt được hoàn toàn trong thực tế. Đôi khi, ta có xu hướng chạy theo hoàn hảo và cảm thấy thất bại khi không đạt được mục tiêu cao nhất. Nhưng sự thật là
hoàn hảo không phải là mục tiêu cuối cùng, mà chính việc chấp nhận và tận hưởng những không hoàn hảo của cuộc sống mới mang lại sự hài lòng thực sự. Trên con đường đến với sự hoàn hảo, ta có thể gặp phải nhiều trở ngại và thất bại. Tuy nhiên, đó cũng là những cơ hội để học hỏi, phát triển và trưởng thành. Khi chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, ta trở nên linh hoạt và sẵn lòng thử nghiệm, khám phá những khả năng mới mà ta có thể không nhận thấy ra trước đây. Trong sự không hoàn hảo, ta tìm thấy sự độc đáo và cá nhân hóa. Những khuyết điểm và sai sót của ta là những phần tử đặc biệt tạo nên cá nhân và cuộc sống của ta trở nên đáng nhớ. Đó là những điểm mạnh của ta, cùng với những sai lầm và thất bại tạo nên hành trình riêng của mỗi người và mang lại sự giàu có và sự trưởng thành. Hoàn hảo không phải là tiêu chuẩn để đánh giá giá trị của ta. Đánh giá bản thân dựa trên sự hoàn hảo là một tiêu chuẩn không thực tế và gây áp lực không cần thiết. Thay vào đó, hãy tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong những thành tựu nhỏ, trong sự cố gắng và trong việc trân trọng những điều tích cực mà ta mang đến cho thế giới. Cuối cùng, hãy nhớ rằng mọi người đều là một tác phẩm nghệ thuật không hoàn hảo nhưng đáng quý. Để tận hưởng cuộc sống, ta cần biết đánh giá và yêu quý bản thân mình với tất cả những sự không hoàn hảo. Có khuyết điểm cũng là điều tốt. Khi bạn chấp nhận khuyết điểm của bản thân, không trốn tránh nó, cũng là lúc bạn học được bài học về cuộc đời. Bởi vì chúng nhắc nhở ta sống bao dung hơn với lỗi lầm của người khác. Ta cũng có cái sai của ta, và họ cũng có cái sai của họ, thì làm gì bạn có quyền đánh giá ai? Có một câu trong ca từ của một bài hát thật hay. Có một lần mất mát mới thương người đơn độc. Nếu không buồn khổ thì sao chúng ta biết quý trọng lúc vui? Nếu không trải qua thất bại, chúng ta sẽ luôn kiêu ngạo. Và nếu không có những thăng trầm, chúng ta sẽ chẳng thể an ủi và giúp đỡ những người bất hạnh bằng trái tim đồng cảm chân thành. Mà cũng đừng mong rằng ta hoàn hảo quá. Có khiếm khuyết để ta may mắn đến với những người khác cũng là một điều hay. Bất cứ lúc nào bạn quá bận tâm, bất mãn với những khiếm khuyết của mình, thì ngay lúc đó bạn nên lấy những may mắn và những ưu điểm của mình ra làm món quà trao tặng cho những người thiếu may mắn. Điều này sẽ mang lại niềm vui cho chính bản thân bạn. Đâu cần phải có mọi thứ mới là hay, là tốt. Ta nên nhận biết rằng những cái mình đang có vẫn nhiều hơn những gì mình không có, và còn có nhiều hơn những người bất hạnh khác. Nên từ đó ta sẽ không so đo với người khác nữa, và càng quý trọng những gì mình đã và đang có hơn. Thế nhưng đừng tự ti với bản thân vì những khuyết điểm đang có. Hãy tự kiểm lại và tu tập để chuyển hóa những khiếm khuyết còn lại. Biết chấp nhận khuyết điểm của bản thân. Người béo thì chê người gầy, kẻ gầy thì chê kẻ béo. Chúng ta chỉ biết chỉ trích lẫn nhau mà không biết rằng chẳng ai giống ai, ngoài việc chúng ta áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Thái độ không trốn tránh là điều cần thiết khi ta đã biết chấp nhận khuyết điểm bản thân. Vì khi đó ta ý thức được rằng mình cần phải cố gắng cải thiện điều đó, noi gương những người xuất sắc hơn để có động lực. Sự tương tác với mọi người, đó là nguồn gốc cho những tiến bộ của xã hội. Ý thức rõ bản chất chúng ta và cuộc đời là tương đối thì tự khắc sống an vui. Khi cầm mảnh gương soi vào tâm khảm, ta biết mình đẹp, xấu, đục hay trong. Dường tâm địa vấn dương nhiều cỏ dại, mà cũng không thiếu vắng những hoa hồng. Chấp nhận khuyết điểm của bản thân cũng đồng nghĩa với việc xây dựng lòng tự tin và sự tự trọng. Đừng để những giới hạn vật lý hay tâm lý chiếm giữ quyền kiểm soát tâm trí và tình cảm của bạn. Hãy nhìn vào những khía cạnh tích cực, khám phá và phát triển những sở thích và tài năng mà bạn có.
Chỉ cần bạn tin tưởng vào khả năng của mình, bạn có thể vượt qua mọi rào cản và đạt được thành công. Hãy nhớ rằng, chúng ta đều là con người và sự hoàn hảo không tồn tại. Khiếm khuyết là một phần tự nhiên của cuộc sống và không có ai hoàn hảo cả. Hãy tự thân thiết với bản thân, trân trọng những điều tốt đẹp và hạnh phúc mà bạn mang đến cho thế giới. Bạn xứng đáng được yêu thương và chấp nhận không vì những hạn chế mà bạn có. Sự chấp nhận khuyết điểm của bản thân là cơ sở tạo ra niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Khi ta không còn quá bận tâm về những điều mà ta thiếu sót, ta có thể tập trung vào việc tận hưởng những niềm vui nhỏ bé xung quanh mình. Niềm vui có thể tồn tại ở mọi nơi và mọi thời điểm. Đó có thể là ánh mắt tươi sáng của một người thân yêu, âm thanh của những bài hát yêu thích, mùi hương của bữa ăn ngon, cảm giác của ánh nắng mặt trời trên da, hoặc những kỷ niệm đáng nhớ. Bằng cách tập trung vào những điều tích cực này, chúng ta có thể tạo ra niềm vui và sự biết ơn trong cuộc sống hàng ngày. Hãy dành thời gian để thực hiện những hoạt động mà làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Điều này có thể là việc tham gia vào một sở thích yêu thích như đọc sách, vẽ tranh, nấu ăn hoặc nghe nhạc, hoặc đơn giản chỉ là đi dạo bộ trong thiên nhiên, thưởng thức cảnh quan xung quanh và thả lỏng tâm trí. Hãy tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và chia sẻ niềm vui với những người xung quanh. Gặp gỡ bạn bè, gia đình hoặc tham gia vào cộng đồng để chia sẻ những trải nghiệm vui vẻ và xây dựng những mối quan hệ đáng quý. Cảm giác kết nối và chia sẻ sẽ mang lại niềm vui không thể đo lường. Cuối cùng, hãy tập trung vào sự biết ơn và lòng tạ ơn cho những gì bạn đã có, bằng cách nhìn nhận những điều tích cực và biết ơn về những ưu điểm của bản thân. Ta có thể tạo ra một tâm lý tích cực và tràn đầy niềm vui. 10 điều đại gia hay kẻ bần cùng cũng phải chấp nhận. Thứ nhất, đó là thất bại. Chấp nhận một sự thật rằng thất bại không loại trừ một ai, và những người thành công là những người thất bại nhiều nhất. Chỉ khi bạn dám thất bại mới thoát khỏi những nỗi sợ hãi đang dây quanh mình, mới mong rằng có được cuộc sống an nhiên. Nếu bạn không thực sự khởi động và nỗ lực trên đường đi, thì cũng không có điều gì bất ngờ gõ cửa nhà bạn được cả. Bạn thử nghĩ xem, người thành công và thất bại có khác gì nhau? Thực tế là không khác nhau nhiều như bạn nghĩ. Kết thúc một cuộc đua giành được giải nhất, sau khi đón nhận niềm vui, bạn vẫn phải tiếp tục nỗ lực tập luyện. Còn nếu thất bại ở cuộc đua, thì sau khi đối mặt với nỗi buồn, bạn vẫn phải tập luyện tiếp thôi. Vậy thì, hãy bỏ qua mọi rào cản để tiếp tục hành động đầy nhiệt huyết, bất chấp thất bại hay là thành công. Thứ hai là không thể lựa chọn xuất thân. Không ai có thể tự chọn nơi mình sinh ra. Có người sinh ra đã có cuộc sống nhung lụa, có người lại nghèo hèn, không chốn nương thân. Có trách cứ số phận cũng không được gì, thì tại sao không học cách chấp nhận? Nếu không thay đổi được hướng gió, thì hãy điều khiển cánh buồm. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm lúc này, đó là thay đổi chính bản thân mình. Trong cuộc sống, không ai có thể tự lựa chọn xuất thân của mình. Chúng ta không thể chọn được nơi mình sinh ra. Mỗi người mang trong mình một câu chuyện riêng, một bước đường khác nhau và một tầm nhìn riêng về cuộc sống. Xuất thân có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cơ hội và điều kiện khởi đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên bị giới hạn bởi xuất thân của mình. Đó chỉ là một phần trong cuộc sống, và những quyết định và nỗ lực của chúng ta mới là yếu tố quyết định sự thành công.
ngay cả khi chúng ta không có quyền lựa chọn xuất thân, chúng ta hoàn toàn có thể tự quyết định đường đi của mình. Chúng ta có thể đặt mục tiêu, học hỏi và phát triển bản thân để vươn lên và đạt được thành công. Cái quan trọng là chúng ta không nên trách móc hay đổ lỗi cho xuất thân, mà hãy sử dụng nó làm động lực để vươn lên và chứng minh giá trị của bản thân. Cuộc sống không công bằng và không đồng nhất, nhưng đó cũng là điều làm cho nó thú vị và đáng giá. Bằng việc chấp nhận và khám phá những điểm mạnh trong bản thân, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ rào cản nào và tạo ra những kết quả tốt đẹp. Không thể lựa chọn xuất thân, nhưng chúng ta luôn có quyền tự quyết định con đường mà chúng ta muốn đi và tạo nên tương lai của chính mình. Thứ ba là sự cô đơn không ai hiểu thấu. Dù bạn nghèo khó hay là giàu sang, đang tràn ngập niềm vui hay là chìm trong nỗi buồn, thì cứ là con người thì ai cũng từng trải qua cảm giác cô đơn không ai thấu hiểu. Từ thẳm sâu trong tâm hồn, cảm giác cô đơn này luôn ngự trị trong mỗi chúng ta. Đó là cảm xúc tất yếu để thôi thúc chính mình đi tìm bản ngã, ý nghĩa chân thực của đời người. Sự cô đơn là một trạng thái tâm lý đau đớn khi chúng ta cảm thấy không có ai hiểu thấu. Dù có sống trong đám đông đông đúc, nhưng lòng cảm thấy trống rỗng và cô đơn không thể tan đi. Có những suy nghĩ, cảm xúc và trăn trở mà không thể chia sẻ hoàn toàn với ai khác. Cô đơn không chỉ là sự thiếu vắng sự hiện diện của người khác, mà còn là sự thiếu đi sự kết nối tình cảm và sự thấu hiểu sâu sắc. Chúng ta có thể đứng giữa đám đông, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn vì không ai thực sự hiểu được những khó khăn, sự đau đớn và ước mơ của chúng ta. Tuy nhiên, quan trọng nhất là không gục ngã trước sự cô đơn. Chúng ta có thể tìm sự đồng viên và cảm thông trong những nguồn năng lượng tích cực khác như nghệ thuật, âm nhạc, viết lách hay thậm chí là trong sự trầm lặng của chính bản thân mình. Cô đơn cũng có thể là một cơ hội để tự tìm hiểu, khám phá bản thân và nuôi dưỡng trái tim của chúng ta. Hãy nhớ rằng, không ai có thể hiểu hoàn toàn con người ta. Nhưng đó không có nghĩa là chúng ta không thể tìm được sự kết nối thực sự và tìm thấy người hiểu chúng ta. Chúng ta có thể xây dựng mạng lưới hỗ trợ, tìm kiếm những người đồng cảm và chia sẻ cảm xúc của mình. Bằng cách làm điều đó, chúng ta có thể đánh bại sự cô đơn và tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Thứ tư là người rời xa bạn. Khi người ta đã muốn bỏ bạn mà đi, tức là cánh cửa vừa được khép lại, cũng là lúc cánh cửa mới mở ra. Đây thực sự là cơ hội để cho cả hai được gặp những con người mới. Gặp nhau vì cái duyên, và họ rời xa bạn cũng vì cái duyên, thì có níu kéo cũng không được gì. Buông tay họ ra, để cả hai cùng có con đường tốt hơn để đi. Người buồn ở đây không phải là bạn, mà chính là họ. Vì đã không may mắn có được bạn, vì thế cần gì chúng ta phải cố gắng thay đổi sự thật này, mà hãy cứ chấp nhận và bước tiếp. Thứ năm là thời gian sẽ trôi qua. Theo dòng chảy của cuộc sống, dù niềm vui hay nỗi buồn rồi cũng sẽ dần trôi đi. Vì thế, hãy chấp nhận sự đổi thay như là điều tất yếu. Nhiều người cố gắng níu kéo tuổi xuân và làm mọi cách để trông mình trẻ hơn. Tuy nhiên, họ nên chấp nhận thực tế rằng ở mỗi lứa tuổi của chúng ta đều có một nét đẹp riêng. Dù bạn giàu hay nghèo khó, thời gian đều công bằng với mọi người. Quan trọng là bạn dùng từng phút từng giờ của bạn để làm gì mà thôi.
hãy thôi tìm cách níu giữ thời gian, mà thay vào đó, hãy làm cho từng giây, từng phút của bạn sống phải thực sự có ý nghĩa. Thứ sáu là cuộc sống không công bằng. Cuộc sống này vốn dĩ không có gì là công bằng. Vì như thế, nó mới là mục tiêu mà chúng ta mong muốn tìm đến. Hãy thử nhìn lại cơ thể bạn xem, có gì là hoàn toàn cân đối không? Hay là tay này nọ hơn tay kia? Hai chân cũng không đều nhau, và một mắt to, một mắt nhỏ. Vậy nên, hãy chấp nhận sự không hoàn hảo trong thế giới này, để chúng ta tập trung vào việc tùy cơ mà ứng biến. Cuộc sống không công bằng, đó là một sự thật không thể phủ nhận rằng mọi người sinh ra với điều kiện khác nhau, cơ hội khác nhau và khả năng cũng khác nhau. Một số người được sinh ra trong gia đình giàu có và được hưởng mọi tiện nghi, trong khi người khác thì phải đối mặt với khó khăn và nghịch cảnh. Sự không công bằng cũng tồn tại trong việc phân phối tài nguyên xã hội. Một số người có được giáo dục tốt, công việc tốt và cơ hội phát triển, trong khi người khác lại phải đấu tranh với nghèo đói, thiếu hụt và cảm giác bị đánh đồng. Các yếu tố xã hội như tôn giáo, tộc người và giới tính cũng có thể tạo ra sự không công bằng và định kiến. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên gục ngã trước sự không công bằng. Thay vì cảm thấy bất lực và oán trách, chúng ta có thể tập trung vào những điều chúng ta có thể làm để thay đổi tình hình. Chúng ta có thể nỗ lực học hỏi, phát triển kỹ năng và tạo ra cơ hội cho bản thân mình. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đóng góp vào xã hội để làm cho cuộc sống công bằng hơn, bằng cách tham gia vào các hoạt động xã hội, đấu tranh cho những quyền lợi và cơ hội công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi và tiến bộ. Dù cuộc sống không công bằng, nhưng điều quan trọng là chúng ta không bị đánh bại bởi nó. Chúng ta có thể tự quyết định cách chúng ta đối mặt với thách thức và tạo ra sự khác biệt. Cuộc sống có thể không công bằng, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong việc đấu tranh và xây dựng cuộc sống của chính mình. Thứ bảy đó là lãng quên. Ngay cả những việc tưởng như không thể quên, cuối cùng rồi cũng phải lùi vào dĩ vãng. Vết bụi thời gian sẽ dần làm mờ đi tất cả. Cuộc sống gì có kỷ niệm, nên mới có những phút giây hoài niệm. Hãy cứ sống an nhiên, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Vui với hiện tại là điều nên làm nhất. Lãng quên là một khía cạnh đáng buồn trong cuộc sống. Chúng ta có thể lãng quên những kỷ niệm, những người thân yêu, những điều quan trọng trong quá trình đi qua cuộc sống. Thỉnh thoảng, chúng ta cảm thấy mất mát và cô đơn vì không thể nhớ lại những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, lãng quên cũng có thể là một phần tự nhiên của sự tiến xa. Đôi khi, chúng ta phải để những ký ức cũ trôi đi để tạo không gian cho những trải nghiệm mới. Lãng quên cũng là một cách để chúng ta giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng quá khứ và tập trung vào hiện tại và tương lai. Dù cho lãng quên có thể là đau đớn, chúng ta có thể học cách chấp nhận và tiếp tục đi tiếp. Chúng ta có thể tìm cách tạo ra những kỷ niệm mới, xây dựng lại mối quan hệ và tận hưởng những thứ đang xảy ra chung quanh mình. Đôi khi việc lãng quên là một cơ hội để bắt đầu lại và định hình lại cuộc sống của chúng ta. Dù chúng ta có lãng quên một phần nào đó, điều quan trọng là giữ vững giá trị và nguyên tắc của bản thân. Lãng quên không định hình toàn bộ cuộc sống của chúng ta, mà chỉ là một phần trong hành trình của chúng ta mà thôi. Quan trọng hơn cả là chúng ta không nên lãng quên bản thân và
những giá trị đích thực mà chúng ta đang mang trong lòng. Hãy nhớ rằng, cuộc sống là một hành trình dài và lãng quên chỉ là một phần của nó thôi. Hãy trân trọng những gì đang diễn ra và tìm cách tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống hàng ngày. Thứ tám là mọi điều không diễn ra theo kế hoạch. Bạn đã bao nhiêu lần lập kế hoạch, nhưng nhận thấy chúng đều không thể diễn ra 100% như bạn đã dự đoán. Cuộc sống này biến đổi khôn lường. Vì thế, cho dù bạn đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, nhưng nó vẫn tuân theo quy luật không hoàn hảo của vũ trụ này, nên sai sót vẫn có thể xảy ra. Hãy chấp nhận thực tế này, và chúng ta liên tục phải sửa đổi, cải tiến cho mọi thứ tốt lên. Nhưng bên cạnh đó, phải hiểu ra rằng luôn có những giải pháp tốt hơn cách bạn đang làm. Thứ chín là người khác cười nhạo. Chúng ta sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, có trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, nên cách tư duy của họ làm sao mà giống mình được. Họ cười nhạo vì chúng ta khác họ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nói là việc của họ, còn nghe hay không phụ thuộc vào lựa chọn của chính chúng ta. Vì thế, cứ mỉm cười khi đối mặt với tất cả điều này. Khi bị người khác cười nhạo, cảm giác tổn thương và bất lực thường xuyên tràn đến trong tâm hồn. Những lời chế giễu và sự coi thường từ người khác có thể làm giảm tự tin và gây đau đớn cho con tim. Những tiếng cười truyền qua không gian như mũi tên đâm thẳng vào lòng làm cho chúng ta cảm thấy bất an và tự hỏi về giá trị của bản thân. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chúng ta không nên để cho những lời chê bai và sự cười nhạo của người khác xác định giá trị của mình. Chúng ta đáng được tôn trọng và coi trọng vì những đặc điểm và phẩm chất riêng mà chúng ta đang mang trong mình. Đừng để người khác làm mất đi niềm tin vào bản thân. Thay vì đáp trả bằng cách trả đũa hay cay độc, hãy chọn đối mặt với sự cười nhạo bằng sự tự tin và khẳng định bản thân. Chúng ta có thể đánh lừa sự cười nhạo bằng cách chứng minh rằng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi nó. Hãy tập trung vào những mục tiêu của bản thân, phát triển kỹ năng và đạt được những thành công mà chúng ta muốn. Hơn nữa, hãy tìm sự hỗ trợ và gắn kết với những người có cùng tư duy và giá trị. Họ sẽ là người đồng hành, người ủng hộ và khuyến khích chúng ta khi chúng ta cảm thấy yếu đuối. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và biết rằng chúng ta không đơn độc trong cuộc sống này. Cuối cùng, hãy nhớ rằng người khác chỉ có quyền đem lời chế giễu và cười nhạo khi chúng ta cho phép. Đừng để sự cười nhạo của người khác chi phối cuộc sống của bạn. Hãy tỏa sáng và khẳng định giá trị của mình, vì chúng ta xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Thứ 10 là không tránh khỏi cái chết. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của chúng ta là cái chết. Cuộc sống vẫn luôn vận hành không ngừng, vì thế nay sống mai thác cũng là điều không thể tránh khỏi theo quy luật của tự nhiên. Thay vì ngồi nghĩ về kết quả tồi tệ, thì chúng ta có thể chọn thái độ khác bằng cách loại bỏ nó ra khỏi đầu để có cuộc sống an nhiên, thanh thản. Nếu còn tồn tại trên đời này, thì hãy để những giây phút được sống thực sự có ý nghĩa bạn nhé. Chúng ta không thể tránh khỏi cái chết, một sự thật tàn nhẫn và không thể tránh được trong cuộc sống này. Dù ta có cố gắng hết sức để bảo vệ sức khỏe và đối mặt với những nguy hiểm, cuối cùng chúng ta đều phải đối diện với sự chấm dứt của cuộc sống. Cái chết không chỉ là một sự kết thúc, mà còn là một phần của trò chơi tự nhiên.
Nó là một dòng xoáy của sự sống và sự tàn phá mang theo sự khắc nghiệt và không thương tiếc. Dù chúng ta có sợ hãi hay không, chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng trong sự tàn bạo đó, có một sự đẹp và quý giá. Cái chết là một lời nhắc nhở về tính ngắn ngủi của cuộc sống, khuyến khích chúng ta sống đúng mục đích và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Đó là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống là quà tặng và chúng ta cần sống một cách đầy đủ và có ý nghĩa. Cái chết cũng đưa ra câu hỏi về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc sống. Chúng ta không thể tránh được sự chấm dứt, nhưng chúng ta có thể xác định được những giá trị và mục tiêu của chúng ta trong suốt thời gian chúng ta có trên trái đất này. Chúng ta có thể xây dựng những đóng góp ý nghĩa để lại di sản và ảnh hưởng tích cực cho thế hệ sau. Với sự chấp nhận về cái chết, chúng ta có thể sống một cuộc sống ý thức và tỉnh thức hơn. Chúng ta có thể trân trọng mọi phút giây, yêu thương và trải nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta có thể đối mặt với sự chấm dứt, với lòng bình tĩnh và sẵn lòng tiếp nhận sự khác biệt. Hãy sống mỗi ngày của cuộc đời mình một cách đầy đủ và không hối tiếc. Biết rằng cái chết là một phần của hành trình này.